Hello, welcome back to my channel. Và tôi sẽ chơi tất cả 8 tựa game ở đây. Game đầu tiên có tên là Zombie Catchers. Sờ bắt zombie rồi ạ. Mày trêu tao á, còn gì vậy? Mày đừng nhấn gạch mình. Bé ép nước qua quá ngay. Chạy đâu cho thoát. Để ép có quả ngay. Thiếu hai con nhá. Ok, cho đủ tiền rồi. Mua fly time. Level 11. Hai nghìn năm trăm rồi. Đồ dài một giây. Không một. Con chạy làm sao được. Chết rồi. Bị chạy thoát hết rồi.
Cày thật. Mình chạy quá, nó bị chia mà hai đôi. Hay, con chó này. Con đi lợn này. Bắt được 4 con rồi. Chạy mất 3 con. Nhau là nó chạy hai hướng khác nhau nhỉ? Mình không hiểu quá nhỉ? Áp ghét squeal, áp ghét rút và bán 20 cái kẹo này mà không được thêm. Giờ đi xong đi. Thêm một rôn à? Ok. Tiếp theo là thêm Deep Rain High. Wow, vai chết à? Yếu quá. Nè, ba con boss đi thêm cũng có đồ. Thấp quá nhỉ rồi.
Mentira. Chào trắng vãi thật. Bắn mấy con bot mà cuối cùng không được món đồ nào. Nhỏ mà nhảy vãi như thế. Đi được món đồ vớ vẩn, áo vớ vẩn. Chơi ở mức độ khó thì nó mới được nhiều đồ. Mình có giết để nếu mình sáu. Oh.
No. Yellow people. Ok, chúng ta sẽ biết cái game có tên là Fruit Ninja. Bom né? Bom, ele é bom. Mình còn chơi 900 điểm mà giờ này được 7 điểm chứ nhỉ. Này. Trời ơi, bom. Bom bằng phát đấy mà lại không còn bù điểm nữa.
Trước ba vẫn chỉ là 608 rồi. Trăm điểm 781 vẫn không bằng 980 mấy điểm mình. Là 4. Cứ lên. Ok, tiếp theo sẽ là thêm Ninja Arashi. Rất là khó. Diện mai phục. Tí chết nhé của bom. Bom mà đôi cái này nó làm kiểu màn đen trắng, mình không nhìn của bom nữa. Một tí chết. Lừa mình. Ok, đã qua màn quá đấy. Ok, giờ lên viên tiếp theo có tên là Rushing Smash Ballet.
Mày chết. Để kéo lên xuống một chút. Ây da. Mày chết này. Thằng kia con. Úi xô. Úi xô. Tập bó. Mày là con chó ai cho mày vật. Đúng rồi. Tôi kéo xong một chút. Đây. Nằm một chút. Một thằng ăn đòn. Ây chết rồi. Và cái thằng này nó đứng ở giữa đường. Mày trêu tao. Mày trêu tao. Mày trêu tao đánh chết hết. À, số 1 đấy đúng không? Số 1 mới hành nữa. Anh số 2 không thằng nào số 1. Finish. Để theo nâng cấp xe và vũ khí. Một thằng ăn đòn. Hai thằng ăn đòn. À, bọn này nó cũng cầm. Ôi, này bay nhanh thế nhở. Thằng kia xe đẹp đấy. Mày chết. Mày chết. Thằng đầu tiên bị ăn đòn. Mày chiêu tao à. Không cho vượt. Một thằng. À. Hai thằng. Ui rồi đừng. Có tí thằng bên cạnh cũng chưa. À thằng em trong máu trộm. Chết rồi. À, nó đập vỡ rơi mũi hiểm mình. Ô, oh, tôi một kìa. Boss level. Bắn súng. Ô, oh, thắng rồi. Ui dồi, dài thế. Là bằng sau đó đúng không? Mày chết. À, để căng cái nhỏ. Ai cho mày vượt tao? Ai cho mày vượt tao à? Con chó. À, thằng kia nó chạy nhanh thế. Thế là tôi một rồi. Ô tô nó chạy nhanh, mình không vừa được. Ô tô xịn. Một trăm thao vẫn không được. Súng cả. AK. Dragon Blade.
Đây là gọi là Thanh Long Đao của Quan Vũ. Tôn Ngộ Không. Định Hải Thần Châm. Cái như ý ấy. Chảo Bắp. Búa Thò. Thương của La Cha. Shotgun. Cái này shotgun phút này. Lê Hải. Vãi các trình gần. Ok, hôm nay chúng ta kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở video tiếp theo.